Những năm gần đây, xuất hiện một số nhóm người và các trang mạng xã hội có chữ sếp gắn với địa danh cụ thể như sếp Sơn Đòn, sếp Sơn Trà, sếp Tam Đào. Họ núp bóng hoạt động môi trường để kích động, lôi kéo người dân phản đối các dự án kinh tế lớn, kêu gọi ký đơn tập thể, kêu gọi tuần hành biểu tình, thậm chí hoạt động chống phá đảng, nhà nước. Hiện tượng này cần sớm được nhận diện, cảnh báo và xử lý nghiêm minh. Mục làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình tuần này, báo Quân đội Nhân dân xin trân trọng giới thiệu tới các đồng chí và các bạn bài Ngăn ngừa những bàn tay đen núp bóng bảo vệ môi trường của tác giả Hà Thành. Báo Quân đội Nhân dân số ra ngày mùng 3 tháng 6 năm 2019 có đăng bài Từ cách mạng cây, cách mạng cá đến cách mạng màu đã đề cập và cảnh báo hiện tượng trên xảy ra ở một số địa phương như Quảng Bình, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Bình Thuận. Đúng như bài báo đề cập Gần đây, những trang nhóm này tiếp tục gia tăng nhiều hoạt động phức tạp ở Đà Nẵng, Vĩnh Phúc. Riêng trang Safe Tam Đảo gần đây đã lợi dụng sự kiện Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kỳ họp thường niên. của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 74 tại Mỹ cùng nhiều nguyên thủ gửi thông điệp ủng hộ sự ra đời của một bản thỏa thuận mới khẩn cấp về con người và thiên nhiên để xuyên tạc, Trang này cùng một số đài báo trang mạng phản động đã bóp méo thông tin về một vài dự án du lịch sinh thái để xuyên tạc đảng, nhà nước Việt Nam không quan tâm bảo vệ môi trường. Nhóm Safe Tam Đảo cũng đã kêu gọi người dân ký đơn tập thể do nhóm này soạn sẵn, kêu tụ tập để gửi đơn. Họ còn đăng tải hình ảnh Thủ tướng dự lễ khởi công năm 2016, rồi xuyên tạc lãnh đạo đảng nhà nước ta nói không đi đôi với làm, đánh đổi môi trường để phát triển. Họ tuyên bố đây chỉ là trang của những bạn trẻ yêu môi trường, yêu mến vườn quốc gia Tam Đảo chứ không liên quan gì đến chính trị. Một số thông tin họ đưa ra dù chưa có căn cứ khoa học nhưng đã trở thành mồi cho rất nhiều trang mạng, trang báo hải ngoại chống phá đảng nhà nước. Dựa vào đó có nhiều bài viết xuyên tạc. Theo cơ quan chức năng, chỉ riêng việc lợi dụng các dự án du lịch sinh thái ở Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, hai tuần qua đã có tới hơn 4.000 trang mạng tán phát các thông tin xuyên tạc bóc méo sự thật tháng 8 năm 2019, truyền hình ANTV, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Bộ Công an đã có phóng sự xếp Tam Đảo hay sự chống phá xuyên tạc, vạch trần rõ thủ đoạn của nhóm xếp Tam Đảo. Làm việc với phóng viên báo quân đội nhân dân, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và cơ quan chức năng cho biết trang nhóm xếp Tam Đảo có sự hậu thuẫn của một số tổ chức và đối tượng phản động để xuyên tạc. Thật ra hoạt động dưới danh nghĩa yêu môi trường thông qua các trang mạng xã hội có chung chữ xếp để kêu gọi, lôi kéo, kích động chống phá đảng nhà nước là một trong những chiêu trò đã xuất hiện khoảng 5 năm trở lại đây. Năm 2014, sau khi có thông tin dự án cáp treo ở khu vực Sơn Đòn, Quảng Bình, một nhóm người xưng là yêu môi trường đã phát động chiến dịch xếp Sơn Đòn và cho ra đời trang mạng cùng tên. Từ năm 2015 xuất hiện phong trào xếp sơn trà và trang tương tự lôi kéo nhiều người tham gia kèm theo phong trào thu thập chữ ký đòi hủy dự án. Tuy nhiên, sau khi Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về thị sát và được xem xét kỹ lưỡng, sơn trà vẫn được bảo tồn gắn với các dự án thiết thực được đầu tư. Song những trang mạng vẫn tiếp tục xuyên tạc lôi kéo thêm nhiều nhân vật cơ hội chính trị. Từ đầu năm 2019, trang xếp Tam Đảo ra đời với cách thức hoạt động giống như những trang nêu trên và có nhiều hoạt động phức tạp gần đây. Theo cơ quan chức năng, đứng sau các trào lưu xếp này đều có bàn tay của những cái gọi là tổ chức xã hội dân sự đã từng góp phần phá rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mà nổi bật là các tổ chức Green Trees và Voice. Năm 2017, Báo Nhân Dân từng có bài viết vạch trần Voice thực chất là một trong những tổ chức phản động dưới danh nghĩa NGO để che đậy hành vi chống phá đảng nhà nước. Còn Greenchi, xưng danh là tổ chức xã hội dân sự hoạt động bảo vệ môi trường nhưng từng núp bóng gây ra các vụ tụ tập tuần hành gây rối kéo dài nhân việc cải tạo thay thế cây xanh ở Hà Nội năm 2015. Sau đó, nhóm này mở rộng sang vấn đề môi trường, lợi dụng vụ việc Phomosa để kích động biểu tình. Gần đây nhóm đã biến tướng, chuyên hoạt động chính trị, chuyên đứng sau các cuộc biểu tình. Nhóm này mượn nhiều danh nghĩa như một tổ chức bảo vệ môi trường, một nhóm sinh viên thiện nguyện, một nhóm trí thức trẻ, các nghệ sĩ đường phố để dễ lôi kéo giới trẻ và xã hội. Hoạt động của nhóm này thường xuyên có vai trò tham gia của các đối tượng như Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Đoan Trang, Trịnh Hữu Long, Trịnh Hội là những cốt cán của tổ chức Voice, Cao Vĩnh Thịnh, Nguyễn Anh Tuấn của tổ chức Greenchi. Cơ quan chức năng cho biết có nhiều dấu hiệu cho thấy trang Safe Tam Đảo do tổ chức GreenGee và Voice hậu thuẫn. Trả lời phỏng vấn của các đài báo nước ngoài gần đây, các đối tượng Nguyễn Anh Tuấn, Cao Vĩnh Thịnh công khai cho biết đã tham gia những hoạt động này. Cơ quan công an cũng đã nhiều lần triệu tập đối tượng Cao Vĩnh Thịnh tại Hà Nội vì liên quan tới các hoạt động lợi dụng vấn đề môi trường để chống phá. Thịnh là một trong những thành viên cốt cán của nhóm Safe Tam Đảo. Cơ quan chức năng cho biết ngoài Cao Vĩnh Thịnh, Nguyễn Anh Tuấn, Tạ Mạnh Hưng đều là những nhân vật tham gia tổ chức Green Cheese chuyên lôi kéo gây rối biểu tình. Tạ Mạnh Hưng cũng chính là nhân vật trong vụ việc nhóm Phượt bị đánh, bị cướp trong vườn quốc gia Tam Đảo mà trang xếp Tam Đảo loan tin vào đầu tháng 4 năm 2019. Song quả xác minh đến nay chưa có căn cứ chứng minh đây là vụ cướp. Nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là việc dựng chuyện để câu like sau khi trang mạng này không thu hút được sự chú ý nhiều của dư luận. Thông tin ban đầu, Tạ Mạnh Hưng chỉ là người đi phượt yêu môi trường, nhưng chính cộng đồng mạng đã chỉ rõ Hưng là đối tượng tham gia nhiều cuộc biểu tình tụ tập do Green Cheese tổ chức trước đây. Hưng từng được Voice đưa đi nước ngoài đào tạo và là đối tượng nhiều lần được công an triệu tập. Vụ cướp mà Hưng trình báo xảy ra không phải khi đi phượt mà là chuyến đi theo chương trình Thử thách tháng 4 do chính nhóm Safe Tam Đảo kêu gọi. Để lôi kéo người dân, nhóm Safe Tam Đảo từng tổ chức phát động phong trào chụp ảnh phá rừng tung lên mạng, sau đó trao giải. Họ còn thuê người dân địa phương dẫn các đối tượng đi rừng chụp ảnh và trả tiền giá cao để lôi kéo. Vừa qua đã xuất hiện chiến dịch chạy quảng cáo trên các trang Facebook để chia sẻ các bài viết xuyên tạc. Chi phí cho chiến dịch này phải mất một nguồn tài chính rất lớn. Nếu chỉ là những bạn trẻ yêu môi trường một cách tự nhiên, khó có thể bỏ một khoản tiền lớn chi cho quảng cáo như vậy. Chỉ qua một số thông tin như trên cũng đủ thấy Xếp Tam Đảo không phải là nhóm yêu môi trường mà có bàn tay đen lợi dụng vấn đề môi trường để kích động, gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Thực chất, Xếp Tam Đảo và trang nhóm tương tự là các dự án được đầu tư để chống phá đảng, nhà nước. Vậy mà thật đáng tiếc, thời gian vừa qua vẫn có không ít người ngộ nhận, tin theo, tham gia hoặc chia sẻ các nội dung phong trào mà nhóm Xếp Tam Đảo phát động. Thậm chí có cả bài viết trên báo chí còn trích dẫn, đăng tải những thông tin chưa được kiểm chứng do nhóm này tán phát trên mạng xã hội, gây nhiễu loạn thông tin, hoang mang dư luận. Liên quan đến sự việc được biết vừa qua, cơ quan chức năng các tỉnh Vĩnh Phúc, Đà Nẵng cũng đã có văn bản gửi tới các bộ ban ngành liên quan, đề nghị tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm minh các trang nhóm núp bóng bảo vệ môi trường để phá hoại an ninh chính trị, kinh tế ở các địa phương như ở tỉnh vĩnh phúc theo cung cấp của địa phương này đến nay trong số những người ký đơn tập thể phản đối dự án chưa phát hiện có người vĩnh phúc mà những người kêu gọi bảo vệ môi trường phản đối các dự án chủ yếu trên mạng xã hội và là người các địa phương khác phần lớn là những người tham gia các tổ chức nhân danh bảo vệ môi trường để kích động họ có thực tâm bảo vệ môi trường hay chỉ muốn kích động phá hoại chọc gậy vào bánh xe phát triển lựa chọn phát triển bền vững chú trọng phát triển kinh tế xanh là chủ trương nhất quán của đảng nhà nước ta Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng xác định phát triển hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh. Phát triển kinh tế phải gắn kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong thông điệp gửi tới kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 74, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam kiên quyết không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế làm ảnh hưởng tới phát triển bền vững, luôn đặt ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ở vị trí quan trọng trong nghị quyết và định hướng phát triển. Những năm qua, chúng ta đã có nhiều nỗ lực tăng cường quản lý nhà nước, khắc phục những bất cập về bảo vệ môi trường khi triển khai các dự án lớn. Công tác đánh giá tác động môi trường, việc áp dụng các quy chuẩn quốc tế trong đánh giá tác động môi trường đã thực hiện ngày một tốt hơn, chặt chẽ hơn đối với các dự án du lịch sinh thái đã và đang được triển khai, những bất cập về giải quyết bài toán môi trường phải được khắc phục nhanh chóng, kịp thời. Những vi phạm nếu có phải được xử lý nghiêm túc theo đúng các quy định của pháp luật. Nhưng cùng với đó, phải luôn cảnh giác với những âm mưu thủ đoạn lợi dụng núp bóng danh nghĩa bảo vệ môi trường để xuyên tạc phá hoại, cản trở, phá hoại các dự án đầu tư lớn làm thay ra đổi thịt đất nước, phá hoại các tập đoàn kinh tế lớn, lợi dụng truyền thông và vấn đề môi trường để đấu đá vì lợi ích nhóm cạnh tranh không lành mạnh, lợi dụng xuyên tạc để làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước. Hiện tượng lợi dụng các trang mạng xã hội lập các hội nhóm trái pháp luật để bịa đặt tán phát thông tin xấu, thông tin sai sự thật, kích động phá hoại như ở trang nhóm Safe Tam Đảo hay nhóm Safe Sơn Trà ở Đà Nẵng cần sớm được các cơ quan chức năng vào cuộc các thế lực xấu không chỉ nhằm mục tiêu phá hoại an ninh kinh tế mà còn hướng tới lôi kéo tập dượt các hình thức chống phá theo mô hình cách mạng cây tới cách mạng màu từ biểu tình trên mạng tới tụ tập biểu tình ngoài thực địa từ chuyện môi trường tới chuyện chính trị để làm suy giảm niềm tin của nhân dân với đảng nhà nước vì vậy, các cơ quan chức năng cần sớm điều tra làm rõ, tìm ra các đối tượng cầm đầu đứng sau những trang nhóm núp bóng bảo vệ môi trường để phá hoại và xử lý nghiêm minh với những trang fanpage lợi dụng vấn đề môi trường để xuyên tạc chống phá đảng nhà nước sau khi có kiến nghị của các tổ chức cá nhân bị xâm hại cơ quan chức năng cần sớm phối hợp với các mạng xã hội facebook youtube sớm xử lý gỡ bỏ thông tin xấu độc không để tạo tiền lệ mọc ra nhiều trang nhóm tương tự kéo dài ở nhiều địa phương như thời gian qua